Em chắc qua được chứ không lọt đâu thầy. Tình hình mưa năm nay tương tự giống như năm ngoái. Đến lúc tạo mầm rồi. Bây giờ anh tạo mầm 2 lần rồi nhưng mà vẫn thấy đọt vẫn còn đi mạnh. Kính chào quý khán giả cùng quý nhà nông thân mến. Bà con thân mến, thì việc chặn đọt sầu riêng là một nhu cầu chính đáng của quý nhà vườn, và đặc biệt là ở giai đoạn cây sầu riêng ra đọt cạnh tranh dinh dưỡng với bông và trái. Chính vì thế ngày hôm nay chương trình sẽ cung cấp cho quý bà con mình những nguyên lý trong việc chặn đọt cây sầu riêng. Qua đó cũng đề xuất một số giải pháp để bà con có thể ứng dụng vào vườn cây nhà mình nhé. Ngay bây giờ Trọng Hiếu kính mời bà con chúng ta cùng theo dõi. Mưa, xì đọt, nín bông là câu chuyện thường gặp trong quá trình tạo mầm hoa sầu riêng, nhất là ở các khu vực xử lý ra hoa không đầy bạc như Đồng Nai, Đắk Nông hay Bình Phước. Theo chia sẻ của nhà vườn thì phần đọt của cây sầu riêng thường mạnh hơn phần bông ở cùng thời điểm xuất hiện. Dễ thấy biểu hiện đọt phát triển mạnh thì mầm hoa liền bị sựng lại, thậm chí rớt rụng hàng loạt. Những phân tích từ tài liệu cũng đề cập đến cơ chế sinh tồn của thực vật. Cụ thể, cây sầu riêng sẽ ưu tiên chế độ tăng trưởng hơn là sinh sản. Do đó, khi trời rớt hột mưa là cây liền đi đọt. Bằng cách hiểu bình dân hay khoa học thì việc phần đọt mang tính cạnh tranh dinh dưỡng là một vấn đề trở ngại. Nếu không có giải pháp ngăn chặn hiệu quả, coi như thất bại một đợt tạo mầm, phải đợi cơ đọt sau để làm lại từ đầu. Khổ nỗi đến lúc đó sẽ rớt qua lứa sầu riêng mùa thuận, thời giá không còn hấp dẫn nên uổng chi phí cả một năm đồng chăm sóc. Thì tình hình mưa năm nay là những tháng cuối năm, nó bây giờ nó cũng tương tự giống như năm ngoái, mà bây giờ là đến lúc tạo mầm rồi. Bây giờ anh tạo mầm 2 lần rồi nhưng mà vẫn thấy đọt vẫn còn đi mạnh. Bây giờ trước mắt là cũng nhờ bên kỹ thuật là có biện pháp mới để mà ngăn chặn cái lượt đọt này, cho nó khống chế lại cho cây nó ra hoa được tốt hơn, nhưng mà không ảnh hưởng đến bộ lá. Việc tốn tiền phun xịt chặn đọt khi tạo mầm là điều không ai muốn. Nhưng thực tế có lúc nhà vườn lại chủ động hãm đọt như thời điểm sổ nhị hoặc trái vô cơm. Do đó kỹ thuật chặn đọt cần được bà con mình đào sâu tìm hiểu. Nguyên lý của việc chặn đọt là quá trình làm thay đổi kích thích tố bên trong thân cây nhằm kiềm hãm sự tăng trưởng. Nhưng thực tế nhà vườn lại không tuân thủ quy luật này. Bà con có xu hướng phun xịt cho rụng đọt hoặc thậm chí phun đốt đọt khiến phần mũi giáo biến thành màu đen thui. Chuyện chặn đọt còn nhắc đến khi nhà vườn dùng kéo cắt trụi phần đọt nhưng vẫn không mang lại hiệu quả cao, sau vài ngày mũi giáo sẽ phát triển trở lại. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ trường Đại học Cần Thơ từng chia sẻ cách dùng hóc môn để trị hóc môn. Qua đó bà con có thể ứng dụng khẩu quyết của thầy để tiến hành chặn đọt bằng cách chọn những nhóm chất có cơ chế triệt tiêu kích thích tố tăng trưởng bên trong cây là xong. Dạ, thì thưa bà con là cái cây sầu riêng nó đi đọt là chứng tỏ nó chuyển đổi từ quá trình này qua sáu quá trình khác. Ví dụ từ đang sinh trong quá trình sinh trưởng mà nó sinh sản mà nó chuyển qua sinh trưởng. Thì bà con muốn mục đích chặn đọt ở đây là không phải là để chúng ta xử lý những cái lá non ở trên cái đầu đọt không đâu, nhưng mà chúng ta ngăn chặn cái quá trình nó phản ứng ở trong cái cây sầu riêng chúng ta bà con. Thì thay vì những cái quá trình đó nó vận chuyển những cái nội tiết tố nó thay đổi thì bà con đưa những cái chất ít ức chế sinh trưởng vào, nó sẽ ngăn chặn những cái quá trình ở đây thì nó không sinh trưởng được, nó phải chuyển sang sinh sản thì những cái mầm hoa chúng ta nó mới xuất hiện được tốt hơn. Còn thí dụ như mà bà con có một số bà con rảnh nó lấy kéo nhấp đi những cái cơi đọt đó, hoặc là chúng ta phun những cái chế phẩm mà có chứa những cái chất và để nó tốt đốt đi những cái lá non thì bà con thấy là cái quá trình nó không ngưng được nha bà con. Bà con chỉ làm rụng đi những cái lá non, bớt đi những cái lá non trên cành, nhưng mà cái quá trình đó nó vẫn phát triển liên tục. Thì bà con thấy tại sao mà chúng ta nhấp cái đọt rồi mà cây sầu riêng nó không có chuyển mầm. Và cái việc chặn đọt ở những cái giai đoạn mà cần thiết thì bà con thấy là thí dụ như cái lúc mà chúng ta chuẩn bị mà đánh cho nó lên mắt cua nè, mà tự nhiên nó đi đọt thì chúng ta phải chặn đọt lại nó lên mắt cua mới được. Cái giai đoạn mà cái cây sầu riêng sổ nhị, bà con biết sổ nhị là nó rụng sau, sổ nhị nó sẽ rụng sinh lý rất là nhiều. Thì nếu mà chúng ta đi đọt ở giai đoạn đó thì chúng ta phải chặn cái đọt nó lại, vì nó đang rụng sinh lý mà nó thay đổi cái sinh lý ở trong cái cây nữa thì bà con thấy nó rụng hàng loạt, đặc biệt là cây mắng thon nó sẽ rụng dường như là khoảng
90% là bà con thấy thường xuyên nếu mà chúng ta để đi đọt. Và đến cái lúc mà cái trái sầu riêng mà bắt đầu nó đang vô cơm thì nó bà con thấy là cái cây sầu riêng chúng ta nó đi đọt, cái nữa là cái cơm nó bị cháy tới cháy lui, rồi lớp nào cái muối của nó không được ngon, không mà được màu vàng nữa, thì bà con thấy là từng cái giai đoạn mà chúng ta quyết định chặn đọt để đạt được cái mục đích bà con ở cái cây sầu riêng ở giai đoạn đó. Và đặc biệt một vấn đề nữa là ở những cái vùng mà con biết là những cái vùng có dinh dưỡng cao, những cái vùng mà chúng ta thấy là cái cây sầu riêng nó phát triển phù hợp với cái thổ nhưỡng này, đó phát triển rất là cao. Thí dụ như ở Đồng Nai này, ở Đồng Nai, Đắk Nông, Bình Phước, mà con thấy là chúng ta chủ động chặn đọt cái cây sầu riêng ở ban đầu. Chủ động là sao bà con? Có nghĩa là ở giai đoạn mà trước khi cái mắc cua nó lên thì cái đọt cái cây sầu riêng nó xì ra thì nó không lên mắc cua được, chúng ta chặn đọt ở cái giai đoạn chúng ta kích cái qua nó rồi thì cái giai đọt nó nhóm là chúng ta chặn trước đó, có nghĩa là không có đợi cái đọt nó nhóm các bà con. Nhưng mà bà con biết là giai đoạn đó nó nhóm đọt thì nó sẽ không có lên cái mắc cua được. Vì những cái vùng này nếu mà nó nhóm lên thì nó đi 3-4 tấc, bà con biết đó là thì chúng ta phải chặn ngay. Giai đoạn trước khi sổ nhị cũng vậy. Thì bà con thấy là cái giai đoạn trước khi sổ nhị nếu mà nó đi đọt thì vào cái giai đoạn sổ nhị nó đi đọt thì bà con trước khi sổ nhị bà con chặn nó đi, chặn phủ đầu nó như vậy thì cái hiệu quả kinh tế nó rất là cao, mà nó đáp ứng được những cái mục đích mà chúng ta làm cho cây sầu riêng của mình để xử lý cho nó ra hoa ra trái. Hai nhóm chất điều hòa sinh trưởng được khuyến cáo ứng dụng trong việc chặn đọt là Baclobutazone và Mebiquat Chlorid. Nói về hoạt chất Baclobutazone, thường được quý nhà vườn phối trộn với những chế phẩm chứa lân cao như NPK 16-10-10 chẳng hạn. Một mặt hàm lượng lân sẽ ức chế phần đọt từ phía ngoài, mặt khác Baclobutazone sẽ đối kháng với kích thích tố tăng trưởng nên có tác dụng hãm đọt từ bên trong. Một điểm cần lưu ý trong cách làm này là phải chọn được Baclobutazone dạng sữa để tăng tính hấp thu và tính an toàn đối với cây sầu riêng. Trong cách phun chỉ cần tập trung ở phần đọt đang sáng, nhà vườn tiến hành phun nhanh qua một lượt là đủ. Một ưu điểm trong việc ứng dụng Baclobutazone sữa để chặn đọt là phần đọt chỉ đứng lại chứ không bị hư hại. Baclobutazone sữa kiểm soát nhu cầu sử dụng dinh dưỡng ngang bằng giữa đọt và bông nên mầm hoa sẽ phát triển bình thường không bị nín. Thì bà con biết thì chúng ta sử dụng cái sản phẩm để chúng ta chặn đọt ở những cái giai đoạn này mà nó không gây tổn hại cho cây, nó làm cho cái lá cây chúng ta nó xanh, nó không có ngăn ngừa được một số cái nấm bệnh khác luôn đó bà con. Đó là một cái sản phẩm thứ nhất là sản phẩm cái Baclobutazone sữa. Cái Baclobutazone sữa thì bà con biết là Baclobutazone sữa là một trong những cái sản phẩm mà chúng ta nhập khẩu từ châu Âu về, bà con thấy đưa vào cây sầu riêng chúng ta, ngoài việc nó ức chế được, nó là giúp phản ứng lại những cái chất mà để cho cây sầu riêng chúng ta nó đi đọt nhanh. Thì bà con thấy là ngoài cái việc đó thì nó có tính hấp thu rất là cao, nó hiệu quả hơn các cái sản phẩm trên thị trường khác cùng loại rất là nhiều. Và sản phẩm thứ hai là cái sản phẩm cái nhóm hay sa bà con. Cái nhóm hay sa bà con phun thì bà con lấy cái nhóm hay sa mà cái nhóm rẻ rẻ tiền thôi, không cần mất tiền lắm đâu bà con. Việc cái tác dụng của cái hay sa nó còn giúp giải quyết được cái nấm hồng cũng như là cái bệnh để làm nó thối lá. Bà con thấy là gần đây có một số cái bệnh là nó thối lá, nó rụng lá hàng loạt, thì cái hay sa nó làm được việc này. Bà con đưa vào thì vừa đạt được mục đích chúng ta là chặn đọt nè, chúng ta còn phòng ngừa được cái nấm hồng cũng như là cái bệnh thối lá trên cây sầu riêng rất là nhiều. Và cái sản phẩm thứ ba là sản phẩm 10-60-10. Bà con biết là cái 10-60-10 bà con đưa vào cây sầu riêng ở giai đoạn này, cái thứ nhất là nó giúp cho cái cây sầu riêng ta đứng đọt nhanh, cái thứ hai nữa là nó chuyển cái mầm nhanh lắm bà con chặn đọt mà có cộng 10-60-10 thì bà con thấy rõ ràng cái lá sầu riêng chúng ta rất là xanh và nó chuyển cái mầm từ cái mầm mũ nó chuyển sang nó sáng mắt cua rất là nhiều. Thì chúng ta là ngoài chúng ta làm được cái việc mà chúng ta chặn đọt rồi thì nó giúp cho cây sầu riêng ta sạch bệnh, đồng thời nữa là nó phải sẽ có những cái mầm hoa nó sẽ thức nhanh hơn. Thì bộ sản phẩm này thì em đã làm rất là nhiều vườn rồi, thì bà con an tâm làm trên vườn của mình ha. Thì đối với cái Baclobutazone sữa bà con thì bà con xài từ 300 đến 330 ml. Tất nhiên là bà con xài có thể là một chai Baclobutazone sữa bà con xài 3 phi hết bà con. Và bà con cộng là một chai cái hay sa nhóm 100 và bà con cộng 1 kg 10-60-10. Thì bà con phun chặn đọt thì nghe tới chặn đọt thì bà con chỉ phun phía ngoài thôi. Nghĩa là chặn cái đọt, chúng ta chặn đọt thì bà con phun ở phía ngoài, nước đều phía ngoài giùm em là được rồi. Thì vì nó đã bà con phun nó ướt ngoài cái điệu lá, nó đã đủ cái lượng thuốc để hấp thu để chúng ta chặn đọt thành công ở cây sầu riêng của mình. Bên cạnh Baclobutazone dạng sữa thì tiến bộ khoa học kỹ thuật đã cho ra đời nhóm chất điều hòa sinh trưởng Mebiquat Chlorid với cơ chế triệt tiêu kích thích tố tăng trưởng. Mebiquat Chlorid được hấp thu bởi lá, rễ và thân và có thể làm giảm quá trình hoạt động của gibberellin trong cơ thể thực vật, do đó ức chế sự phát triển của tế bào, kiểm soát sự phát triển của phần đọt. Ngoài ra, Mebiquat Chlorid còn kích thích cây sầu riêng tăng khả năng hấp thụ canxi, giúp thành vách tế bào cứng cáp, hạn chế nấm khuẩn xâm nhập. Mebiquat Chlorid còn có thêm tác dụng phân hóa mầm hoa, do đó sẽ hữu ích trong thời điểm đang tạo mầm gặp mưa như hiện tại trên vườn nhà anh Tú.
Trong khâu chặn đọt, Mebiquat Colorist còn được phối chế với Arigon 620, tạo ra công thức lưu dẫn hai chiều, phân bố toàn bộ thân lá cành. Về cách phun xịt vẫn theo cách cũ, bà con mình phun sương qua phần đọt đang sáng để đạt kết quả mong muốn. Thiết nghĩ đây sẽ là một nét mới trong kỹ thuật chặn đọt, giúp nhà vườn có thêm sự lựa chọn phù hợp với sở thích canh tác. Dạ vâng, Hoàng Vũ kính chào quý nhà vườn trồng sầu riêng thân mến. Thì với cái chương trình ngày hôm nay là cái khâu chặn đọt đó bà con, Hoàng Vũ cũng đã cùng anh em kỹ thuật nghiên cứu ra một cái công thức mới, và những cái công thức này đó bà con, nó sẽ là những cái dòng hoạt chất được nhập khẩu từ châu Âu đó bà con, để đáp ứng những cái nhu cầu của bà con mình là tìm tòi những cái chế phẩm chất lượng đó bà con ha. Vâng, và cái công thức Hoàng Vũ đưa ra cho quý nhà vườn chúng ta đó là 250cc Arigon 620, một cái dòng của Đức hay bà con. 240cc trụ thép cải tiến, đây là một cái dòng của Singapore, và bà con mình thêm vào đó là 250g NBK 7544 hay bà con. Vâng, thì phân tích về những cái công thức mà Hoàng Vũ vừa đưa ra cho bà con nổi trội nhất đó bà con, đó chính là cái chất điều hòa tinh trưởng Mebiquat Colorist bà con. Cái nhóm chất này thì nó khá là mới đối với nhà vườn chúng ta, và lúc trước thì nó ứng dụng trên nhóm cây đậu, rồi nó ứng dụng trên cây lúa thì bà con mình sẽ dễ biết nhất. Cây lúa thì nó hay bị sập bà con, do đó thì các nhà nông chúng ta dùng để hạn chế chiều cao, và đặc biệt là nó có thể phun mọi giai đoạn, kể cả giai đoạn trổ đều được. Do đó về cái tính an toàn thì chúng ta không có cần phải bàn thêm với bà con ha. Và bên cạnh đó thì có cái Arigon 620, thì bà con mình biết tại sao Hoàng Vũ lại đưa cái Arigon 620 vào. Đó là lân hữu hiệu hai chiều, và nó có thể lưu dẫn từ trong cây, và khi chúng ta phối trộn lại với nhau thì nó sẽ mang cái hoạt chất Mebiquat Colorist đó, nó đi từ ở trên ngọn xuống dưới gốc, và trong quá trình nó đi đó, nó sẽ triệt tiêu đi những cái nhóm chất mà nó làm cho cái đọt của chúng ta bị xì ra. Đó, do đó thì khi bà con chúng ta mình phối hợp, mình phun thì mình vẫn thấy được một cái hiệu quả rất là rõ, là đọt nó sẽ đứng lại liền các bà con ha. Vâng, và về cái cách phun thì nó cũng giống như cái cách mà chuyên gia chỗ anh Thanh Triều chia sẻ. Bà con mình chỉ cần quơ qua nhẹ ở cái phần đọt thôi thì mình đã có được cái kết quả mong muốn các bà con ha. Thì Hoàng Vũ hy vọng là với một cái công thức mới này thì sẽ được quý nhà vườn chúng ta ứng dụng vào vườn cây của mình khi mà cây sầu riêng nó ra đọt ở những thời điểm mà bà con chúng ta không mong muốn. Nguyên lý của việc chặn đọt cũng như công thức phun xịt hiệu quả, an toàn đã được anh em kỹ thuật chuyển tải đến bà con mình qua đoạn phóng sự vừa rồi. Nhắc nhở quý nhà vườn về tình hình mưa bão cuối năm vẫn còn diễn biến phức tạp, nên hãy chủ động chặn đọt ở những thời điểm quan trọng để bảo vệ những lứa hoa, lứa trái. Khi cần tìm hiểu về Bắc Lô Buchazon dạng sữa hay Mebiquat Colorist, quý anh chú hãy vui lòng liên hệ với đội ngũ ban biên tập qua số điện thoại cuối chương trình và hãy chia sẻ những ý kiến phản hồi mình bên dưới phần bình luận nhé. Quý khán giả cùng quý nhà nông thân mến, như vậy là chúng ta đã có được hai giải pháp tác động để mà chặn đọt cho cây sầu riêng phù hợp với sở thích của quý bà con mình. Tuy nhiên bà con chúng ta cũng cần phải lưu ý những thời điểm mà tác động, chẳng hạn như là lúc cây sầu riêng đang tạo mầm, cây đang sổ nhị, hay là bà con chúng ta đang nuôi trái, thì chúng ta sẽ có cái việc tác động cho nó phù hợp nhất. Cuối lời Trọng Hiếu kính chúc quý bà con có một khoảng thời gian canh tác thuận lợi, cứ vụ thu hoạch được năng suất cao và giá bán tốt nha. Còn nó mới lấy trứng, trứng này xanh nè.